Mình xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 16 giờ 15 chiều ngày 6 tháng 11 năm 2022. Quý vị và các bạn, Việt đang ở ngã tư Hàng Đường, Hàng Chiếu và Hàng Mã. Hôm nay cũng là chiều chủ nhật quý vị và các bạn. Trên tuyến phố Hàng Đường rất đông các phương tiện di chuyển, những hình ảnh hết sức nhộn nhịp. Chiều nay Việt mời quý cô chú anh chị cùng Việt đi vòng quanh phố cổ từ phố Hàng Chiếu và Việt sẽ kết thúc trên tuyến phố Lương Ngọc Quyến quý vị và các bạn. Những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Chiếu. Hà Nội bây giờ rơi vào khoảng 26 độ C quý vị và các bạn. Thời tiết rất đẹp. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán ni lông như băng dính ở trên tuyến phố Hàng Chiếu. Rất đẹp, các du khách nước ngoài đang tham quan thủ đô Hà Nội. Quý vị và các bạn tới kênh của Việt, hãy tặng Việt một like. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Những hình ảnh kinh doanh ở trên tuyến phố Hàng Chiếu. Và quý vị lần đầu tới kênh của Việt, hãy ủng hộ Việt bằng cách đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nếu quý vị thường xuyên đi tham quan thủ đô Hà Nội qua các tuyến phố thì cũng hãy nhấn vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn. Việt đang ở ngã tư Nguyễn Thiện Thuật, Hàng Giày và tuyến phố Hàng Chiếu. Hình ảnh trên tuyến phố Hàng Giày. Trước màn hình quý vị là những hình ảnh trên tuyến phố Nguyễn Thiện Thuật. Các cửa hàng bánh rán về đấy đã có cách quý vị và các bạn. Sáng tới 15 giờ chiều, thủ đô Hà Nội có ánh nắng chói chang quý vị và các bạn. Nhưng bây giờ thì Việt thấy ánh nắng đã dần dần biến mất rồi. Và chúc màn hình quý vị là những hình ảnh cửa ô quảng trường. Việt đi sang tuyến phố Lương Ngọc Quyến.
đang ở ngã tư chợ gạo và Lương Ngọc Quyến, quý vị và các bạn. Những hình ảnh trên tuyến phố Nguyễn Xiêu. Và các cửa hàng quán bia Việt đấy, đông khách rồi. Thời tiết này uống bia rất là thích, quý vị và các bạn. Thời tiết hơi se se lạnh, cảm giác rất háo nước. Và trước màn hình quý vị là ngã tư Hàng Buồm, Mã Mây và Đào Duy Từ. Và xin mời quý vị cùng Nhật đi sang tuyến phố Mã Mây. Các cửa hàng chặt chạnh ở Đào Duy Từ rất đắt khách quý vị. Cửa hàng kinh doanh buôn bán các mặt hàng ở trên tuyến phố Mã Mây cũng đã có khách, rất tuyệt vời. Nhiều clip trước Việt đi ghi hình thì hầu như giờ này thì rất vắng. Trước màn hình quý vị là ngã ba Mã Mây và Hàng Trinh. Trước màn hình quý vị là ngã tư Lương Ngọc Quyến và Mã Mây. Mời quý vị cùng Việt đi sang tuyến phố Lương Ngọc Quyến. Và một quý vị có nhờ Việt ghi lại những hình ảnh số nhà tại phố Lương Ngọc Quyến, Việt sẽ chút nữa Việt sẽ gửi tới quý vị hình ảnh trên tuyến phố Đào Duy Từ. Cửa hàng kinh doanh buôn bán bia cũng như các món ăn cũng đã chuẩn bị bàn ghế rồi để phục vụ quý vị và các bạn vào buổi tối.
đang là đeo những cái quan đồ rất là to. Mình đang ở ngã tư phố Tạ Hiện và Lương Ngọc Quyến, quý vị và các bạn. Trước màn hình quý vị là những hình ảnh mà quý vị có nhờ Việt ghi lại những hình ảnh ở trên tuyến phố Lương Ngọc Quyến, quý vị và các bạn. Trước màn hình quý vị là ngã ba ngõ Nội Miến và Lương Ngọc Quyến, quý vị và các bạn. Wow, ở đây rất đông khách du lịch nước ngoài. Đi tới ngã tư Hàng Dây và Nguyễn Siêu, Việt sẽ dừng clip. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng Việt đi tham quan một vòng phố cổ một buổi chiều rất tươi đẹp. Chúc quý vị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của Việt. Các bạn nước ngoài đang mua đồ. Kiểm tra các thiết bị điện, tránh xảy ra sự cố chập cháy, hư hỏng và tuổi thọ của các thiết bị. Kiểm tra các
đông khách hơn. Automat bảo vệ có thông số phù hợp riêng. Hình ảnh rất tuyệt vời. Các từng thiết bị có công suất lớn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của Việt. Vượt qua máy lá, máy tôn, qua tấm mót cả, dọn